Kính thưa cô chú anh chị, hôm nay nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân lên một clip giao lưu với cô chú anh chị những cây ăn trái nha, và có những cây phôi si đồ này kia nha cô chú anh chị. Có những cây cũng hơi lạ lạ, trước nay em cũng chưa có lên nữa. Giao lưu với cô chú anh chị, nhà vườn bên em là có địa chỉ 1047/3C, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà vườn bên em là nằm trên đường 03 của phường An Phú Đông nha. Có số điện thoại liên lạc là 0902 781 725, số đó có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Đầu tiên hôm nay em lên cây chanh nha. Nhà vườn bên em lên cây chanh nha, cây chanh chanh này là chanh không hạt nha. Cây rất là tốt. Cây chanh này em cũng nuôi trong đây cũng khá lâu rồi nha, 3-4 năm trời rồi nha cô chú anh chị. Cây có cái thế quyền nha cô chú anh chị, dán quyền nha, tàn rất là tròn, lá cũng tương đối là xanh nha. Tại em trồng trong chậu này, nếu mà về mà cô chú anh chị nào có chậu bự hơn đồ này kia ra cây này nó tốt lắm nha. Em đo thông số của cây nha cô chú anh chị, cây này nó có bệ đế rất là đẹp nè, dán quyền có bộ đế rồi kia cũng đẹp lắm. Hoành đế rễ nó dưới đây là được 70 nha. Hoành thân của nó em đo ngay chỗ này nha, đo ngay chỗ cái cổ này nha, em đo 2-3 vị trí nha cô chú anh chị. Ngay chỗ cái cổ hiện tại này là được 29 nha, còn cái cổ ngay chỗ này nha là được 18. Rồi em sẽ đo cái tán cây cho cô chú anh chị xem nha. Cái dáng quyền của nó, dáng quyền của nó là được 1m2 nha cô chú anh chị. Dáng quyền nó từ mí này xuống tới sát cái đây là được 1m2 nha. Rồi cái tán ngang của nó nha, tán ngang của nó là được 1m luôn đấy. Tán ngang của cái cây là được 1m nha. Kiểu này của cây là được 80 nha. Và cây rất là to so với em đứng đây nha cô chú chị. Đó, nhìn như em đứng về đây nè, dưới cái cây dán quyền nha. Đó, rất là to. Rồi em xin nói thêm mấy cây này nó có mấy cái khuyết điểm này nha, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đâu nha. Đây, quay vào phía bên này. Đó, cô chú anh chị xem nha, chỗ này nó đã sành đá lại hết rồi nha, nó kéo sẹo nó sành đá hết rồi, dấu cắt này lâu đời lắm rồi, không có ảnh hưởng cây gì hết nha. Cây rất là tốt, nó không có ảnh hưởng về nó còn mục ha, thêm hay là bị chết gì ha, không có nữa đâu nha. Đây nè, cây chanh này nè, dáng quyền có thêm một cái chi tử phía sau nữa nha, nó cũng hơi bài bản chút. Cây ăn trái nha cô chú anh chị. Rồi quay qua phía bên này là em làm hả. Rồi cây này là cây số 1 của ngày, để em xem lại coi ngày mấy nha cô chú anh chị. Cây số 1 của ngày 10 tháng 10 nha, là cây chanh nha. Nếu em bao ship trong thành là cây này 4,5 triệu nha cô chú anh chị. Ở trong thành thôi nha, trong thành phố Hồ Chí Minh là em bao ship nha, là 4,5 triệu. Còn ngoài ra những cái tỉnh đồ này kia là em không có bao ship nha cô chú anh chị. Tại cây này nó khá to. Rồi, chỉ có 4,5 triệu rồi cô chú anh chị. Rồi em xuống cây số 1 nha, lên cây số 2 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp tục là cây số 2 nha. Cây số 2 là cây ổi nha, cây ổi nào ổi xá lị nha. Thế dáng của cây là dáng bay. Chung ra em trồng đúng là cây này vô trong cái chậu hình chữ nhật ha, đầu này kia là nó đẹp nha. Em không có chậu nên em vô cái chậu chậu cao này. Đó, cây nè cô chú anh chị xem nha, cái bệ đế của cây đây. Cây rất là già nha, cực kỳ già, đế rễ nơm lên hết nha, cõi xá lị. Dáng thì
thời gian dài. Cây này thì cũng có trái qua cũng mấy đợt rồi, em cũng cắt tỉa nhiều lần rồi nha cô chú chị. Em đo cái thông số của cây nha. Cây này cái bộ đế của bộ đế nó bị chìm ở dưới chậu hết rồi. Bộ đế cây cũng được 70. Đó. À, cô chú anh chị nhìn xem nha, cây rất là già nha. Đó, bộ đế cây cũng được 70. Rồi, em đo cái cổ cây nha. Cổ cây là được 25 nha cô chú anh chị. Rồi cái thân em này đo cái thân eo chỗ này, thân eo ở chỗ này là được 14, và cái eo nhỏ này chỗ này nha cô chú anh chị, đó là được 14. Rồi em đo cái dáng bài của cái cây nha, dáng bài của cái cây là được 1 mét nha, tán ngang của cái cây là được 70. Còn chiều cao của cái cây mà lên tới cái mí này nha, em đo sơ qua cái nha, là được 80 nha. 80 là em đo tới mí này, chắc khoảng cỡ 70 rồi cô chú anh chị. Chiều cao nó đó, chiều cao của cây là khoảng 70 nha. À, cây ổi này nó cũng có một cái khuyết điểm này, em quay qua bên này cho cô chú anh chị xem. Đây xưa người ta chặt nha, ta chặt giờ nó còn cái vết này nó cũng sành sành lại hết rồi nha, nhưng mà cây nó không có bị ảnh hưởng gì nha. Để cô chú anh chị mua về cái rồi nói là ồ sao cây có những cái vết này, cây nó bị sẹo vết, sau đó là em chỉ rõ ra nha. Ở đây trong đây cái mặt cắt của nó cũng chưa có được lành nha, chưa có lành hẳn nha, cuốn sẹo nhưng mà chưa có lành hẳn nha. Cái ổi xá lị nha cô chú anh chị, cây này em cũng bao ship trong thành nha. Em bao xíu trung thành là giá cái ổi này, bao xíu trung thành là giá 3 triệu nha. Rồi. À, cô chú anh chị nào có ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha cô chú anh chị. Đó. Cây này là cái ổi xá lị nha. Rồi hôm nay là ngày 10 tháng 10 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây số 2, em lên cây số 3 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp tục là cây số 3 nha cô chú anh chị. Cây số 3 là hôm nay cây này có cái đùng lực nha, cây rất là già nha. Cây này cây trăm nha cô chú anh chị. Cây trăm em định bẻo không sai nha. Cây trăm già lắm. À, cô chú anh chị lại xem những cái cây nè. Nó lên như thế này hết nha. U gù hết. Nhưng mấy cái vết này thì nó đang kéo sẹo lại nha, đang kéo sẹo lại không có ấy đâu. Cái này chừng khoảng vài tháng nữa là có thể là kéo quýt được rồi nha. Cây nó làm lũa cây nè. Đó, cô chú anh chị xem nha, những cái khuyết điểm của cây rất là đẹp nha. Những cái hình cây nè, nó làm khuyết già cái cây lắm nha. Một bệ một cục cây luôn nha cô chú anh chị. Đó là cây trăm nha. Cái trăm mà lùng lực như thế này cũng ấy lắm nha cô chú anh chị. Trăm này là dạng là trăm tiêu nha, trái nhỏ 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 như hạt tiêu vậy đó, nhưng mà trái rất là sai nha, trái rất là sai. Những cái cây này nó nằm ở ngoài thiên nhiên á, thì mỗi lần mà khi nó chín rồi này kia chim chóc về nha, nhất là những loại chim hoành quạch chầu màu đồ nha, về là ăn cái trái của nó. À, cây này cho chú anh chị xem nha, u nù hết nha. À. Những cây nhìn cái thân cây nó già cũng khiếp lắm nha cô chú anh chị. Thật sự cây mà già là như mấy cây này nè, rất là già. Những cái đường kẻ cây nè,
dính lại hết nha cô chú anh chị, chứ một cây nha, một thân nha chứ không phải hai thân nha, một thân một. Rồi em đo thông số của cây nha, đo cái hoành đế của cây. Chung ra bán những cây này cây phôi, mấy cây này em cũng mê lắm, để lại mà mốt ra tay chi đàng hoàng ra trái nữa thì thôi. À, hoành đế của cây là được 110 nha, 110 nha cô chú anh chị. À, em đo ngay chỗ cái cổ cây nha, cổ cây ngay chỗ này đi, cái u nù ngay chỗ này là được 29. Cái chiều cao của cây đi, chiều cao của cây từ cái cũ là được 20, nếu tới mấy chậu là được 25 nha, 24. Nè, em bê lên cho cô chú anh chị xem nè. Cây già lắm nha, già mà đẹp nữa. Những cái vết cắt này, cái loại cây này nó cũng mau lành sẹo lắm. Nằm trong cái chậu này, chậu bát tràng nha cô chú anh chị. Chậu bát tràng này cũng xưa chút. Cây nó cuốn lại nè, cuốn sẹo lại nó làm cho đẹp cái cây lắm. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 5 triệu nha. Cây trăm nha cô chú anh chị, giá 5 triệu cây trăm này nha. Cây rất là già. Những cây này nói chung ra là ở ngoài thiên nhiên thì cũng có đó, cũng có, cũng khá nhiều đó. Nhưng mà kiếm được cái cây đẹp thì cũng hơi khá khó nha. Kiếm được cái cây mà già nuôi như thế này cũng khó lắm nha. Rồi em xuống cây số 3 nha cô chú anh chị. Lên cây số 4 ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 4 nha cô chú anh chị. Cây số 4 hôm nay là cây sung nha. Cây rất là già. Chúng hôm nay em lên những cây cũng tương đối là khá nặng không nha cô chú anh chị. Cây sung này nè cô chú anh chị lại xem nha, chú lại chú quay sát nha. Nó lên màu gần như là màu đồng luôn nha cô chú anh chị, già đến mức độ đó. Những cái vết này á, là cái vết sẹo nhưng mà nó đã sành hết rồi nha. Trong đây khử ra cái là da của cái cây nha, chứ nó không còn mục cây, thân cây nữa nha, là da cây luôn rồi. Nó cuốn lại lành tới mức độ đó rồi nha. Rồi em đo thông số của cây nha cô chú anh chị. Rồi trước tiên em đo thì hoành đế dưới đây nha. À được 70. Hôm nay sao đo cây hoành đế 70 nhiều quá. Mấy cây rồi. À hoành đế của cây được 70 nha cô chú anh chị. Em đo cái cổ cây ngay chỗ này đi nha. U nù hết trơn. Được 35 nha cô chú anh chị. Cổ cây ngay đây được 35. Chiều cao của cây là được 45 nha. Tán ngang của cây là được 35. Tán ngang tán dài của cây khoảng được 40 nha. Em quay dặm cho chúng chị xem nha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 2,5 triệu nha. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902 781 725. Cây này cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay cô chú anh chị ơi. Em mệt rồi, ginh mới mấy cây, có mấy đứa em nữa ginh phụ mấy cây mà mệt rồi. Anh thôi.
Cây này cũng là cây cuối liếp. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh Bonsai Mini Thanh Ngân và cũng ủng hộ cây bên nhà vườn bên em. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem clip và đã ủng hộ. Chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn.